Này là đây vô Animal Planet nè mọi người. Dễ thương rồi, quay ra miếng này. Mặt cái tay dựng đi ơi. Cái cho tay đỏ luôn, dựng như khôn lắm. Mấy con tay dựng đứng như khôn. Tay dựng đứng là khôn. Con này lời nè, con này tắm hay không người ta cũng chả biết. Thấy hương quá à. Không, gần đây không có ói nên kim chảy dữ lắm nha. Màu này là khỏe nhất. Trời ơi, rất thương. Đây, đầu đây mê một cái, mang từ 18 tuổi. Ôi phụ của mẹ ơi. Ôi bị người ta cắn hay không? Bị người ta cắn hay không? Rồi được ngoan nghe. Được ngoan nghe. Ngoan mẹ thương. Ừ. Hồi lắm. Phụ ngoan mẹ thương nghe. Chào cho mọc lông mới ha. Dạ. Thương ha. Cái gì không? Con bỏ nó đi. Cái này ăn sợ hả con? Sợ. Trời ơi hả? Cái mặt đấy mặt giống như nhìn cái con chó gì mà cái cô y tá mà cô gắn ha. Cô gắn ben vô á, cái đó nhìn mà kiểu nó say mê nhìn cái cô y tá đó. Cái gương mặt nhìn ra chữ thương á. Bé của mình á, chi phí để mà vệ sinh và may lại cái chỗ này hôm nay sẽ là 900 nghìn. À, sẽ là em sẽ cạo lông và may cái chỗ đó lại. Mày chuẩn bị game may thôi chị. Ok rồi. Nó gần ngủ rồi đó, thấm thuốc rồi đó, thấm thuốc rồi đó. Con mê cho nó gần ngủ, đỡ đỡ mặt con thuốc cho con nằm ngủ. Thấm thuốc rồi đó, ngủ đi con. Từ từ mà ngủ rồi. Cái mê vậy, tiền mê mà. Đó, sắp ngủ rồi đó. Mổ cái mổ hay không? Mổ cái rửa vết thương rồi. Mấy này cũng dễ. Dễ mà. Gần buồn ngủ rồi đó, gần buồn ngủ rồi đó. Đó, kinh di mắt, ơ ngủ đi. Ngủ đi. Ơ ngủ đi. Tôi kinh lại ngủ đi. Ngủ đi. Sao ghê hả? Trời. Thập vô đồng hàng là lúc vô kim luôn. Em phụ sắp bị được lùi. Ôi tôi ta nghe bằng nhỏ. Nó thuốc mê hả kinh? Dạ không, cái này là kháng sinh. À kháng sinh hả? À. Dạ nha con. Đà tôi xíu nha. Ở trên người còn cái vết thương nào khác không nè? Nó chỉ cắn ở trên mặt thôi hay sao? Cắn mặt. Ý bụng có bị không? Không, cái đó chị sợ nó tè. Chị nhảy mặt đỏ cho đó. Chị sợ. Sau khi cho bị cắn cho ăn vẫn ăn bình thường? Bình thường. Ăn thịt bò phà luôn. À, con nằm yên đi, con nằm yên đi, sợ con không có đâu, không có đâu, có cô cứu con đó. Mấy cô cứu phụt đó nha không? Ừ. Cô cứu phụt nha. Chuyện chúng cái mặt con. Bay mặt chỗ khác là được. Ừ. Thôi nào, thẳng cái bên ra nha. Nó sợ, nó nhát lắm. Nhát á. Ừ, quay mặt chỗ khác đi bà, ổng sợ gì là ổng quay mặt chỗ khác tới kinh. Ổng sợ ổng quay mặt ổng trốn á. Ở chừng á. Rồi, cho đây mấy cô làm nha con, mấy cô giỏi lắm, mấy cô làm cho con nha. Ở chừng cái tay ba chúng vô mặt em lao nha. Thank you.
xin. Mình cho bé nằm thụt lùi xuống một tí nữa à. Rồi ok, được rồi, được rồi. Rồi giữ mặt nâng đầu nha. Giữ mặt nâng đầu, giữ mặt nâng đầu. Đừng có đè đầu con. Giỏi quá, Phụt giỏi quá. Phụt mẹ giỏi quá ta. Đi mê chưa cưng? Chưa à. Gì hả? Đi mê để cho ngủ lẹ khỏi dậy. Nằm có lừ đừ mệt mỏi vô hả? Trời ơi nó quậy nó nhoi dần dần á cưng. Đòi ra chiến đấu lại. Chị trận rào lại chứ mà cũng đòi ra chiến đấu đó. Đeo loa liên tục để nó cào ra tức chỉ cho chị. Ừ đúng rồi, đeo loa cho nó. Chút lấy cho chị cái loa vừa nó đó. Đeo vô. Ở trước chị có mua một cái mà chị giục đâu rồi. Tối qua tìm lại để mà ấy loa cho nó tiệm có cuối cùng đêm hôm chị phải lấy cái bìa cứng á, chị cắt chị tạo thành cái loa cho nó nhưng mà nó cũng làm rách rồi. À nếu xích chặt quá cắt ra bỏ đi cơ, cắt ra bỏ rồi chị ấy miếng keo rồi chị dán lại sao đó, rồi để nó tả rồi chị đi đường chị ấy lại. Rồi, mê rồi đó. Mê rồi đó. À, giờ muốn làm gì làm đi. Có làm gì đâu. Có làm gì. Thương ha. Mạnh quá ha. Ừ, thương. Chưa có. Nó biết đó nha mà. Nó biết, nó nghe mà nói biết nha mà. Ok. Nhưng mà đừng nói nó nghe tỉnh. Anh nói sao, để cô mai. Không, mà đừng giấy, hãy nó nghe nó tỉnh lại này. Bé Phụt đã gây mê rồi, bé Phụt đã ngủ rồi. Cái giấy là vật gì vậy? Cái đèn này, cái này. Thank you.
này mình làm xong có kiên cử bé ăn gì không em? Bò, gà, hải sản nha chị. Ok, ok. Nó xung quá trời xung luôn á. Ừ, bởi vậy tới đợi ngày mai đâu được đâu, chị phải chở ra. Đây cũng đất đẹp. Dấu tích giang hồ đó. Bá lên nó tay. Chặt bỏ sao? Anh đừng có đưa tay anh vô em nhiễm trùng. Anh đừng lao, tại vì người ta ấy, người ta có ít còn. Không, đây là bàn à, không có gì hết. Đây là cái bàn để dành cho những cái người. Sát trùng em. Dạ, cho sát trùng. Cái sạch nó làm như cái này ra lắm. Cái này cái nhỏ giờ thành phột ba mắt rồi. Mở thiên nhãn. Mở thiên nhãn cái nó. Hình như thấy còn cộng lông ở trong nữa. Ừ. Vậy nó ngủ nó biết đau không ta? Không, đau. Không đâu chị, tỉnh dậy còn phải thêm thuốc nữa nó mới đỡ đau với chị. Ừ. Không biết chị nói giai đoạn mình làm vậy nó biết đau không? Nhiều khi nó biết mà nó nói không được, nó mê mê không? Nó sẽ rung rung á, mà cháu chị nó không có phản ứng đó. Ờ. Nó say rồi. Mệt rồi. Mệt. Chiến đấu quá mệt rồi. Chị ngồi ngoài đợi em xíu nha. Ừ, đợi. Có cần anh phụ không? Cho chị cái mỏ của con đụng đi nha. Cái trên cái mỏ con á, cái che mũi con thở không được anh. Rồi. Cảm ơn em nha. Chiều có màu. Trời ơi, trời ơi, cái này á, về nhà nó nhỏ vậy. Nó gỡ ra được á thì chị dán thêm băng keo giấy thôi chị. Còn cái chỗ này á, ngày đầu nó còn sưng á, cho nên là nó hơi làm cho cái phần này nó to hơn cái mí trên đây. Nhưng mà chích kháng sinh vài ngày thì cái này nó sẽ sẹp lại. Ở nhà chị không có xịt sát trùng trực tiếp vô, mà chị đổ vô bông gòn rồi chị chấm nha. Rồi kháng sinh thì phải sử dụng liên tục từ 5 đến 7 ngày.
Ngày nữa là ra bán hai cái em với mèo em. Nếu có thương các bạn thường dài thì em sẽ cho các chị hay chị. Bác sĩ tới nhà các chị học dẫn lên. Thương quá. Bị trắng. Trắng. Cái bị chó rồi chưa trắng. Bữa bị con mèo chi trắng lủng đầu mới may đầu xong chưa được tháng may vô viện tiếp. Trắng. Quỳ đây sát mắt luôn. Bị gặp hoang tán xuyên con mắt. Cái mấy con hoa nó dựng đã cho chích kháng sinh rồi. Rồi về nhà tụi nói là không có giơ tay lên để gãi nha. À chụm vậy là hết gãi được dạ, rồi. Dạ đúng rồi, chụm vậy là không gãi được. Còn ăn uống nếu như mà ăn đó thì mình tháo ra cho ăn, rồi lát nữa mình phải mang lại cho nó để nó gãi là bể ra nữa đó. Rồi, về nhà là không được ăn và không uống nước trong vòng 6 tiếng đồng hồ tính từ bây giờ. Nước hả? Không được uống nước trong vòng 6 tiếng luôn. Không được ăn luôn, vậy là cách ly nó ra. Dạ rồi, còn những cái này thì hạn chế leo trèo chạy giỡn thôi. Nguyên ngày sáng giờ nó không ăn thì chịu nổi không ta? Không được đâu, nếu như là anh cho ăn sớm quá thì nó sẽ đói con chó đó. Vậy thôi đi cho nhìn đói đi. Hoặc là khuya nay á, tầm 12 giờ hay sao đó thì anh cho nó ăn hoặc là uống cũng được. Cho nó chùm nhà đi ha. Dạ. Rồi, cho hẹn đi.